Hi, xin chào các bạn. Thì để bắt đầu vlog này thì mình xin nói về cái chủ đề là có một bạn khi mà mới qua Mỹ thì có hỏi mình là anh ơi, sao mà em qua rồi thì em nên làm gì trước, nên làm gì sau, rồi các hoạch định tương lai của em sắp tới ở Mỹ này như thế nào. Thì mình nghĩ đó cũng là một cái câu hỏi là rất là chung cho những người mới vừa đặt chân ngày đầu tiên qua Mỹ. Thì trong cái vlog này mình sẽ chia sẻ cho các bạn một số cái gợi ý, và cho bạn nè, cho cả gia đình bạn nữa, thì giống như là một cái hướng đi mà theo mình á, là đúng đắn nhất. Tại vì mình mới qua, mình cũng được người thân rồi một số người khác nói với mình là phải làm theo từng bước như thế này. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ những cái bước đó cho các bạn và gia đình các bạn nữa. Ok, bắt đầu thôi nè. Ok, thì cái việc đầu tiên á, mình nghĩ á, là nếu như mà bạn chưa đăng ký để nhận số Social Security Number ở Mỹ á, thì mình mà thông thường á, là khi mà bạn làm hồ sơ mà để mà di cư qua Mỹ á, thì thường là các bạn đã làm rồi, hoặc là cái agent ở chỗ và bên Việt Nam á, ta đã giúp bạn làm rồi. Nhưng mà mình nói đây là nói với những người mà chưa làm á, thì các bạn điều kiện tiên quyết đầu tiên là bạn nên đi xin số Social Security Number. Tại sao? Tại vì á, cái số an sinh xã hội là cái số rất rất là quan trọng ở Mỹ, do chính phủ Mỹ cấp. Cái mục đích của cái số an sinh xã hội á, là để cho chính phủ Mỹ theo dõi những cái thu nhập hàng tháng của các bạn, hoặc là bạn chi tiêu như thế nào, có mua nhà hay là cái gì đó, người ta sẽ theo dõi các bạn nha. Và thứ hai á, là để mà theo dõi những cái khoản trợ cấp mà chính phủ trợ cấp cho các bạn mà các bạn được hưởng. Đó, thì nó rất là quan trọng. Ngoài ra đó, thì cái số an sinh xã hội nó còn là sử dụng khi mà bạn mua bán nhà hoặc là mua xe chăng nữa, thì bạn cũng phải có số Social Security Number. Rồi cái thứ hai nữa, bạn xin việc làm, người ta cũng cần cái số social của các bạn á, để mà người ta check về cái background của các bạn, ví dụ như là bạn có ở tù hay không, hay là bạn có thiếu nợ ngân hàng một cái gì đó hay không, hay là bạn có thu nhập hàng tháng cao tới mức nào, thì người ta sẽ check hết coi là bạn có tốt hay không, người ta có thể nhận các bạn hay không. Thì đó là cái việc quan trọng nhất các bạn nên làm trước khi mà bước qua Mỹ. Thì các bạn có thể là hỏi người thân, hoặc là các bạn có thể gọi cho một ai đó, hoặc là coi báo đi, thì để mà mình biết cái địa chỉ để mình lên cái sở an sinh xã hội gần nhất để các bạn đi xin cái số an sinh xã hội. Ok, cái thứ hai á, là bảo hiểm y tế. Thì cái điều này mình chỉ biết là bảo hiểm y tế ở bang California là như thế nào thôi, mà một số các bang khác thì mình không nắm lắm, thì có thể là mình sẽ tìm hiểu sau. Thì sắp tới mình có một chuyến đi qua thăm dì mình ở bên Texas, Houston á, thì có thể là mình sẽ hỏi thêm dì mình về những cái thông tin về bảo hiểm y tế ở bên Texas như thế nào. Thì đối với những người mới qua Cali á, thì cái việc mà mua bảo hiểm á, thật sự nó rất rất là quan trọng. Tại vì mình chỉ nói cho bạn một ví dụ đơn giản thôi, là nếu như bạn không có bảo hiểm nha, bạn đi vào một phòng khám, dù bạn bị cảm, bị sốt, hoặc là bạn đau đầu á, thì bạn đi khám bình thường thôi, thì bác sĩ hoặc là phòng khám đó sẽ chạc bạn á, là lấy tiền của bạn á, khoảng từ 300 tới 500 đồng, là để cho chỉ là giống như là khám tổng quát thôi các bạn. Còn nếu như mà bạn bị cấp cứu hay là gì mà không có bảo hiểm nha, thì người ta sẽ lấy là, mình nói là không dưới 1.000 đồng cho một lần mà đi mà cấp cứu emergency đó các bạn. Thì vì cái vấn đề mà tiền bạc là nó nhiều như vậy á, thì mới qua mà mình làm sao mà mình có tiền được các bạn. Thì mình khuyên là các bạn nên đi ra một cái chỗ gọi là sở an sinh xã hội. Nếu như mà các bạn ở khu Lido Sài Gòn này nè, thì mình khuyên là nên đi theo cái địa chỉ nằm trên trán mình nè. Đó, mình sẽ ghi cái địa chỉ nằm trên trán của mình, là cái chỗ đó người ta gọi là Gun Pro Social Service.
thì các bạn có thể dựa theo những cái địa chỉ này đó mà mình đưa trên trán mình vậy nè đó, thì bạn có thể tới đó và hỏi người ta là mình sẽ mua cái gói nào, bảo hiểm nào phù hợp với lại mình nhất mà ít tốn tiền nhất. Mà thông thường á, khi mới qua mình chưa có income, mình chưa có thu nhập gì hết á, người ta sẽ đưa cho mình một cái gọi là bảo hiểm Medicare, bên đây gọi là Medicare. Thì cái bảo hiểm nó hoàn toàn free nha các bạn, không cần đóng một đồng cát nào hết trơn á. Thì các bạn có đó thì bạn yên tâm hơn khi mới bước qua Mỹ. Thì có một số bạn hỏi mình là Medicare nó có cái gì, thì thật sự là mình không có biết nhiều về nó, mà mình chỉ biết sơ sơ là nó sẽ cover cho các bạn, giống như là chi trả cho các bạn những cái khoản mà như bạn đi vô phòng khám, hay là cho bạn tiền thuốc để bạn mua thuốc luôn. Thì để biết thêm thông tin thì mình sẽ để cái link ở dưới cái video description của mình thì các bạn có thể coi và các bạn nghiên cứu. Còn không mà bạn có thể hỏi người thân của các bạn. Nhưng mà mình ở đây mình khuyên là cái điều thứ hai, bạn nên có bảo hiểm y tế. Ok, thì cái bước thứ ba mà các bạn mới qua Mỹ nên làm đó chính là đi đăng ký học lái xe. Thì ở Mỹ này người ta hay nhắc tới chữ DMV. Thì cái chữ DMV này có thể là viết nó là viết tắt của chữ là Department of Motor Vehicle. Thì cái này, cái nhiệm vụ, cái chức năng của cái DMV này nó để làm cái gì? Thì mình nói nó chính là giống như là sở giao thông công chánh ở Việt Nam vậy các bạn. Thì mọi thứ như ví dụ như là bạn đi học lái xe nè, bạn đi học lái xe, bạn muốn làm giấy tờ xe hay là sang tên xe hay bất cứ một cái gì mà liên quan tới xe cổ á, lái xe, bằng lái xe, học lái xe, thì bạn sẽ tới cái chỗ sở giao thông công chánh để bạn làm. Thì ở đây DMV nó cũng giống như vậy. Thì sau khi mà bạn đi học bằng lái xe thì ở đây thi nó có hai thi bằng lái, nó có hai cái là một là thi bằng viết, hai là thi bằng thực hành. Thì sau khi mà bạn đã thi xong bằng viết và bằng thực hành á, thì người ta sẽ cấp cho bạn một cái gọi là driver license, thì giống như là bằng lái bên Việt Nam vậy các bạn. Thì cái driver license đó nó không chỉ là bằng lái đâu, nó còn là ID của các bạn nữa. Giống như là nó vừa là bằng lái, nó vừa là cái chứng minh nhân dân của các bạn vậy đó. Thì lúc nào bạn cũng phải đem theo trong người. Thì mới qua mà sao mà mình biết đâu mà mình lái xe, đúng không các bạn? Thì muốn mà học lái xe đó thì không lẽ mình mượn nếu như mà mình mượn xe của người thân trong gia đình mình á thì rất là nguy hiểm. Tại vì tiền bảo hiểm ở Mỹ này nó rất là mắc mấy bạn ơi. Lỡ mấy bạn mượn xe của người nhà mấy bạn đi, rồi mấy bạn mượn mấy bạn lái, mấy bạn lỡ mà mấy bạn tập lái thôi mà mấy bạn lỡ đụng người ta đó, thì trời ơi, mình nói là có thể là đi tù hoặc là trục xuất Việt Nam luôn á. Và mà cái người mà bảo lãnh cho các bạn, mà cái người mà mượn xe cho các bạn á, cho các bạn lái á, người ta sẽ rất là khổ. Tại vì người ta phải trả số tiền đó, tại vì người ta cho mượn xe thì bảo hiểm của người ta phải trả rất là nhiều tiền. Cho nên á, mình khuyên mấy bạn á, thì ở đây á, để mà bắt đầu mà học lái xe á, người ta thường hay mướn thầy dạy lái xe. Các bạn nhớ nha, mướn thầy dạy lái xe. Thì mướn cái một người thầy dạy lái xe, có thể là người Mỹ hoặc có thể là người Việt Nam, mà đa số ở đây á thì ở khu Lido Sài Gòn này có rất rất là nhiều người dạy lái xe là người Việt. Thì trên xe của họ thường là sẽ có hai cái thắng, một cái thắng là bạn ngồi ngay chỗ bạn mấy bạn, một cái thắng á là bên chỗ của người ta. Thì khi mà bạn lái, người ta có thể control bạn được, có thể kiểm soát bạn được. Ví dụ bạn lỡ bạn gần lao tới cái cây hay là tới nhà người ta đó, thì người ta có thể đạp cái thắng là cho các bạn. Thì cái đó rất rất là an toàn hơn. Thì mình cái phí thì mình nghĩ là khoảng 300 đồng, 300 đồng cho bao đậu luôn nha. Bao đậu mà hiện tại như mắc hơn mấy bạn ơi, khoảng 400 đồng là bao đậu luôn nha. Bạn có thể thi lại bao nhiêu lần cũng được, thì người ta sẽ bao cho bạn, miễn là các bạn đậu, tới khi nào các bạn đậu thì thôi. Thì nhưng mà mình muốn nói là hạn chế mượn xe của người thân trong gia đình, để mà tránh những cái tình trạng như là đáng tiếc xảy ra, mình gây tai nạn hay cái gì đó thì ai cũng phải chịu hết á. Thì nó rất là nguy hiểm, thì mình khuyên là nên mướn thầy nha các bạn. Ok, và chạy xe cẩn thận nha, muốn chạy xe cẩn thận vẫn là hơn, phòng bệnh không chữa bệnh, đúng không? Ok, bước thứ tư là đi học tiếng Anh liền tai nha mấy bạn. Thì hiện tại á, các bạn qua Mỹ, mới vừa qua Mỹ á, thì chưa đủ một năm, cho nên á,
là người ta vẫn chưa giảm học phí cho các bạn, chưa cho tiền học các bạn. Cho nên các bạn nên đăng ký đi học các cái trường other school. Thì để biết thêm mấy cái thông tin đó rõ ràng hơn á, về các chương trình học hay là tiếng Anh như thế nào á, hay là ESL như thế nào, thì các bạn có thể lật lại các vlog của mình, như vlog số 1, số 3, số 6. Thì các bạn coi đi, mình nói rất là kỹ về cái việc học tiếng Anh với lại các cái trường mà các bạn ở vòng cái khu Lido Sài Gòn này nè. Thì mình có để mấy cái link luôn, mình vẫn có để mấy cái link ở phía dưới á, ở cái phần description hay là comment á, ở dưới các vlog đó. Các bạn có thể coi và xác định là coi mình nên học cái trường nào gần nhà các bạn nhất nha. Thì nếu như mà ở Mỹ này nói á, là nếu như bạn không có tiếng Anh á, thì là không được. Tại vì ở Mỹ này người ta giao tiếp bằng tiếng Anh, mọi thứ đều bằng tiếng Anh, giấy tờ đều bằng tiếng Anh. Khi mà bạn, ví dụ như bạn gặp bất cứ một cái trục trặc gì, người ta cũng nói tiếng Anh không à, mà bạn không biết tiếng Anh á, thì là bạn làm một thiệt thòi rất là lớn. Cho nên là học tiếng Anh phải học liền tay nha mấy bạn, đừng bỏ lỡ nha. Nhưng mà học tiếng Anh á, mình nói là học thì dễ, mình nói chữ học á, nó dễ lắm, nhưng mà khi mà vô học rồi á, bắt đầu nó mới khó. Nó đòi hỏi các bạn phải có cái sự kiên trì. Nhưng mà theo mình á, các bạn nên tạo một cái niềm vui trong cái việc học. Ví dụ như là các bạn học một cái chữ đó, mình thấy là cái chữ đó nó hay quá, mình sẽ dùng nó trong cái cuộc sống hàng ngày của các bạn. Thì về lâu về dài á, các bạn cứ làm suy nghĩ đó giúp cho các bạn học rất là mau vô. Và có như là niềm vui của bạn, thì nhiều khi mà bạn nói chuyện với một cái người Mỹ á, mà bạn dùng cái từ đó được rồi á, người ta hiểu á, các bạn rất là vui. Thì đó là cái cách mình tạo cái niềm vui của mình khi mà mình giống như là mình mới qua đó, mình tạo niềm vui mình bằng cách đó để mình học tiếng Anh giỏi hơn hay là tốt hơn, để mình có thể giao tiếp với người Mỹ. Ok, bước thứ 5. Thì bước thứ 5 này á, mình nghĩ nó hơi nhạy cảm, thì cho nên là mình sẽ nói về cái suy nghĩ của mình thôi, những cái suy nghĩ mà mình, nhưng mà có thể là khác với đại đa số. Thì ở cái bước thứ 5 này á, là kiếm một cái chỗ ở cho gia đình mình á. Thì khi mà bạn mới vừa bước xuống sân bay đi, thì bạn sẽ thấy là có hai lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất á, là người thân sẽ mướn một cái phòng nào đó hoặc là mấy chỗ ở nào đó cho gia đình các bạn ở. Cái thứ hai là bạn phải sẽ về ở với nhà chung với nhà người thân. Thì tốt cũng tốt thôi, thì ở chung với nhà người thân thì bạn đỡ rất là nhiều chi phí trong những cái ngày mà bạn mới vừa qua Mỹ. Nhưng mà thực tế á, thì theo mình á, thì khi mà bạn ở nhà người thân của bạn á, thì cái chi phí sinh hoạt hàng ngày nó sẽ lên nha. Rồi cái sự riêng tư của mỗi gia đình, tại vì ví dụ như là nhà người thân bạn có gia đình đi, có chồng, có nhiều đứa con, 3-4 đứa con đi, thì cái sự riêng tư của gia đình người ta sẽ bị giống như là phá vỡ vậy đó. Thì sẽ rất là khó chịu. Nhưng mà cái sự khó chịu này thì thường á, là sự khó chịu ngầm, người ta không có nói với bạn biết đâu. Thì tại vì nó ngầm như vậy á, thì bắt đầu nó sẽ có những cái xích mích, những cái xích mích nhỏ nhỏ mà không ai nói với ai hết trơn. Cái xích mích rồi khó chịu không phải là giữa bạn với cái người thân của bạn, mà có thể là bạn với chồng của người thân bạn hoặc là vợ của người thân bạn. Thì những cái xích mích đó nó sẽ gây ra cái sự rạn nứt và sự khó chịu trong cái môi trường mà bạn ở, là nhà của người thân của bạn. Thì nếu như mà bạn ở vùng ở California, ở vùng Lido Sài Gòn này á, thì các bạn có thể coi thử cái chi phí mà mình đã làm ở cái vlog số 7 á. Cái chi phí đó mình list ra, mình để ra rất rất là rõ ràng. Thì cái số 7, số 8 gì đó, ở cái vlog đó về chi phí chi tiêu một của một người độc thân ở Mỹ á, thì như thế nào, thì các bạn có thể coi cái đó để mà mình biết. Nhưng mà mình nói ở đây sơ sơ là một tháng là 1,700. Các bạn nghĩ chi phí nó đội lên rất là nhiều. Gia đình bạn ví dụ 4-5 người đi, thì chi phí nó càng nhiều nữa, thì người ta không thể nào mà gánh nổi hết trơn. Thì ở 6 tháng tới 1 năm thì ok, thì người ta có thể giúp bạn, giúp gia đình bạn là chạy đi kiếm chỗ ở, hoặc là người ta có thể giúp bạn ăn uống rồi ở, hoặc là giúp cho các bạn làm giấy tờ. Ok, mọi thứ xong hết trong vòng 1 năm. Thì sau 1 năm đó thì mình nghĩ nha, các bạn nên và gia đình nên ra ở riêng. Tại vì người ta hay nói á, ở chung là đụng, thì sẽ có rất nhiều xích mích. Mà mình nghĩ á, xích mích của người thân nó rất khó giải quyết. Ví dụ như người ngoài đi, thì người ta có thể giải quyết cách dễ dàng.
tao không thích cho mày mày ở nữa thì thôi tao đuổi mày, mày đi chỗ khác mày ở đi, tao không có cho mày mướn nữa. Nhưng mà ở đây người thân á, thì mình rất là khó nói chuyện, mà người ta cứ giữ trong lòng hoài á, thì không bao giờ mà cái gia đình nó được tốt hết trơn á. Cho nên là các bạn nên tránh, thì sau khoảng 1 năm á, thì các bạn nên ra ngoài để mà các bạn mướn, có cái riêng của các bạn. Và dẹp bỏ những cái, mình khuyên á, là dẹp bỏ những cái suy nghĩ là người ta sẽ giúp mình hoài hoài. Thì bên đây mình thấy rất rất là nhiều người rồi, khi mà qua đây á, ở nhà người thân 3-4 năm, sau đó khi mà người thân đó chịu không nổi nữa đó, thì người đó cũng chơi với, tại vì người đó là dựa dẫm cái người thân đó, tại vì người thân ta trả quá nhiều chi phí rồi, người ta có công việc của người ta. Cho nên á, là bạn sau khoảng 1 năm, khi mà bạn ổn định rồi á, nhà người thân rồi đó ổn định rồi, thì bạn nên loại bỏ cái ý nghĩ là mình sẽ dựa dẫm người đó nữa, mình phải ra độc lập. Thì cái việc độc lập đó sẽ giúp cho bạn rất 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 là nhiều. Bạn sẽ tự bạn biết, mà khi mà bạn tự tay làm cái điều gì đó rồi, bạn sẽ nhớ rất là dai, sẽ giúp rất rất là nhiều cho bạn trong cái cuộc sống ở Mỹ này. Thì đó là cái ý kiến riêng của mình thôi. Còn nếu mà người thân của bạn là tốt, rất là tốt, thì không có ngại là việc bạn ở trong gia đình hay là phá vỡ cái bầu không khí riêng tư của họ, thì cái điều đó là quá tốt rồi. Nhưng mà mình thấy ở đây đa số người ta chỉ là dọn ra ngoài hết mấy bạn ơi. Đó là sự thật, mình thấy trước mắt mình. Ok, thì mình nghĩ là mình đã sắp xếp hết là 5 bước mà các bạn, mình nghĩ là rất là cần khi mà các bạn mới vừa qua Mỹ. Thì mình rất là mong là các bạn sống tốt ở Mỹ này, khi mà bạn mới qua Mỹ này. Ok, thì mình sẽ kết thúc cái video mình tại đây. Thì mong các bạn ủng hộ, subscribe và chia sẻ nha. Cảm ơn các bạn nhiều, đón xem những cái video clip lần sau của mình nha.